vị tỳ khưu là người làm hư hỏng các gia đình, trong khi được nhắc nhở đến lần thứ ba vẫn không chịu dứt bỏ, vi phạm ba tội. do lời đề nghị phạm tội dukata, do hai lời thông báo của hành sự phạm các tội thula khi chấm dứt tuyên ngôn hành sự phạm tội Sangha disesa. các tội ấy được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng được quy tụ vào bao nhiêu nhóm tội trong bảy nhóm tội được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp các tội ấy được phân chia theo hai sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng có thể là sự hư hỏng về giới có thể là sự hư hỏng về hạnh kiểm được quy tụ vào ba nhóm tội trong bảy nhóm tội, có thể là nhóm tội Dukhata, có thể là nhóm tội Thulachaya, có thể là nhóm tội Sangadisesa. Được sanh lên do một nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội là sanh lên do thân, do khẩu và do ý. Là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. Được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. Vì trong khi vượt quá 10 ngày về việc cất giữ y phụ trội, vi phạm một tội Nishagivya Vachitiya. Tội ấy được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng, được quy tụ vào bao nhiêu nhóm tội trong bảy nhóm tội được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp tội ấy được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm được quy tụ vào một nhóm tội trong bảy nhóm tội là nhóm tội ba chi ti gia được sanh lên do hai nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội có thể sanh lên do thân và do khẩu không do ý có thể sanh lên do thân do khẩu và do ý là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp vị trong khi xa lìa ba y một đêm vi phạm một tội nisagiya macitiya. Tội ấy được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng? Được quy tụ vào bao nhiêu nhóm tội trong bảy nhóm tội? Được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội? Là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng? Được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp? tội ấy được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm được quy tụ vào một nhóm tội trong bảy nhóm tội là nhóm tội ba chi ti gia được sanh lên do hai nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội có thể sanh lên do thân và do khẩu không do ý có thể sanh lên do thân do khẩu và do ý là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp vị sau khi thọ lãnh y ngoài hạn kỳ trong khi vừa quá một tháng vi phạm một tội nisagiya bachitiya tội ấy được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng được quy tụ vào bao nhiêu nhóm tội trong bảy nhóm tội được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp tội ấy được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm được quy tụ vào một nhóm tội trong bảy nhóm tội là nhóm tội ba chi ti được sanh lên do hai nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội có thể sanh lên do thân và do khẩu không do ý có thể sanh lên do thân do khẩu và do ý là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. Vậy trong khi bảo tỳ khưu ni không phải là thân quyến, giặc y cũ dơ, vi phạm hai tội. dị bảo giặc trong lúc tiến hành phạm tội Dukhata. Khi đã được giặc xong, phạm tội Nishagiya, Bachitiya. Các tội ấy được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng được quy tụ vào bao nhiêu nhóm tội trong bảy nhóm tội được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp các tội ấy được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm được quy tụ vào hai nhóm tội trong bảy nhóm tội có thể là nhóm tội dukhata có thể là nhóm tội bachitia được sanh lên do sáu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội có thể sanh lên do thân không do khẩu không do ý có thể sanh lên do khẩu không do thân không do ý có thể sanh lên do thân và do khẩu không do ý có thể sanh lên do thân và do ý không do khẩu có thể sanh lên do khẩu và do ý không do thân có thể sanh lên do thân do khẩu và do ý là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp vị trong khi nhận lãnh y từ tay của tỳ khu ni không phải là thân quyến vi phạm hai tội vị nhận lấy trong lúc tiến hành phạm tội dukhata khi đã nhận lấy phạm tội nishagiya bachitia các tội ấy được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng được quy tụ vào bao nhiêu nhóm tội trong bảy nhóm tội được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp các tội ấy được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm được quy tụ vào hai nhóm tội trong bảy nhóm tội có thể là nhóm tội dukhata có thể là nhóm tội bachitija được sanh lên do sáu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội vị trong khi yêu cầu nam gia chủ hoặc nữ gia chủ không phải là thân quyến về y vi phạm hai tội vị yêu cầu trong lúc tiến hành phạm tội dukhata khi đã yêu cầu phạm tội nishagiya bachitia các tội ấy được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng được quy tụ vào bao nhiêu nhóm tội trong bảy nhóm tội được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp các tội ấy được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm được quy tụ vào hai nhóm tội trong bảy nhóm tội có thể là nhóm tội dukhata có thể là nhóm tội ba chi ti gia được sanh lên do sáu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội có thể sanh lên do thân không do khẩu không do ý có thể sanh lên do khẩu không do thân không do ý có thể sanh lên do thân và do khẩu không do ý có thể sanh lên do thân và do ý không do khẩu có thể sanh lên do khẩu và do ý không do thân có thể sanh lên do thân do khẩu và do ý là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp vậy trong khi yêu cầu nam gia chủ hoặc nữ gia chủ không phải là thân quyến về y vừa quá số lượng ấy vi phạm hai tội vị yêu cầu trong lúc tiến hành phạm tội dukhata khi đã yêu cầu phạm tội nishagiya bachitia các tội ấy được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng được quy tụ vào bao nhiêu nhóm tội trong bảy nhóm tội được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp các tội ấy được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm được quy tụ vào hai nhóm tội trong bảy nhóm tội có thể là nhóm tội dukhata có thể là nhóm tội bachitia được sanh lên do sáu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội có thể sanh lên do thân không do khẩu không do ý có thể sanh lên do khẩu không do thân không do ý có thể sanh lên do thân và do khẩu không do ý có thể sanh lên do thân và do ý không do khẩu có thể sanh lên do khẩu và do ý không do thân có thể sanh lên do thân do khẩu và do ý là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp vị khi chưa được thỉnh cầu trước lại đi đến gặp người gia chủ không phải là thân quyến trong khi đưa ra sự căn dặn về y vi phạm hai tội vị đưa ra sự căn dặn trong lúc tiến hành phạm tội dukhata khi đã đưa ra sự căn dặn phạm tội nishagiya Bachitiya. các tội ấy được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng được quy tụ vào bao nhiêu nhóm tội trong bảy nhóm tội được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp các tội ấy được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm được quy tụ vào hai nhóm tội trong bảy nhóm tội có thể là nhóm tội dukhata có thể là nhóm tội bachitija được sanh lên do sáu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội có thể sanh lên do thân không do khẩu không do ý có thể sanh lên do khẩu không do thân không do ý có thể sanh lên do thân và do khẩu, không do ý. Có thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. Có thể sanh lên do khẩu và do ý, không do thân. Có thể sanh lên do thân, do khẩu và do ý. Là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp, có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. Vậy khi chưa được thỉnh cầu trước, lại đi đến gặp các gia chủ không phải là thân quyến, trong khi đưa ra sự căn dặn về y, vi phạm hai tội. Vậy đưa ra sự căn dặn trong lúc tiến hành, phạm tội Dukhata. Khi đã đưa ra sự căn dặn, phạm tội Nisagiya Bachitiya các tội ấy được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng được quy tụ vào bao nhiêu nhóm tội trong bảy nhóm tội được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp các tội ấy được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm được quy tụ vào hai nhóm tội trong bảy nhóm tội có thể là nhóm tội dukhata có thể là nhóm tội bachitia được sanh lên do sáu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội có thể sanh lên do thân không do khẩu không do ý có thể sanh lên do khẩu không do thân không do ý có thể sanh lên do thân và do khẩu không do ý có thể sanh lên do thân và do ý không do khẩu. Có thể sanh lên do khẩu và do ý, không do thân. Có thể sanh lên do thân, do khẩu và do ý. Là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. Được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp vị trong khi đạt được y bằng lời nhắc nhở quá ba lần và bằng hành động đứng quá sáu lần vi phạm hai tội vị đạt được y trong lúc tiến hành phạm tội dukhata khi đã đạt được y phạm tội Nishagiya bācitiya các tội ấy được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng được quy tụ vào bao nhiêu nhóm tội trong bảy nhóm tội được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp các tội ấy được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm được quy tụ vào hai nhóm tội trong bảy nhóm tội có thể là nhóm tội dukhata có thể là nhóm tội bachitia được sanh lên do sáu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội có thể sanh lên do thân không do khẩu không do ý có thể sanh lên do khẩu không do thân không do ý có thể sanh lên do thân và do khẩu không do ý có thể sanh lên do thân và do ý không do khẩu có thể sanh lên do khẩu và do ý không do thân có thể sanh lên do thân do khẩu và do ý là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. Được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp, có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. vị trong khi bảo làm tấm trải nằm, ngọa cụ, có trộn lẫn tư tầm, vi phạm hai tội. Vị bảo làm, trong lúc tiến hành, phạm tội dukhata khi đã được làm xong phạm tội nishagiya bachitia các tội ấy được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng được quy tụ vào bao nhiêu nhóm tội trong bảy nhóm tội được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp. Các tội ấy được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Được quy tụ vào hai nhóm tội trong bảy nhóm tội, có thể là nhóm tội Dukhata, có thể là nhóm tội Bajitiya. Được sanh lên do sáu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội. Có thể sanh lên do thân, không do khẩu, không do ý. Có thể sanh lên do khẩu, không do thân, không do ý, có thể sanh lên do thân và do khẩu, không do ý, có thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu, có thể sanh lên do khẩu và do ý, không do thân, có thể sanh lên do thân, do khẩu và do ý. Là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp, có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. Vị trong khi bảo làm tấm trải nằm bằng lông cừu, thuần màu đen, vi phạm hai tội. Vị bảo làm trong lúc tiến hành phạm tội Dukata Khi đã được làm xong, phạm tội Nishagiya Bajitiya. Các tội ấy được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng được quy tụ vào bao nhiêu nhóm tội trong bảy nhóm tội được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp các tội ấy được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm được quy tụ vào hai nhóm tội trong bảy nhóm tội có thể là nhóm tội dukhata có thể là nhóm tội bachitia được sanh lên do sáu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội có thể sanh lên do thân không do khẩu không do ý có thể sanh lên do khẩu không do thân không do ý có thể sanh lên do thân và do khẩu không do ý có thể sanh lên do thân và do ý không do khẩu có thể sanh lên do khẩu và do ý không do thân có thể sanh lên do thân do khẩu và do ý là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp vậy trong khi bảo làm tấm trải nằm mới mà không lấy một phần lông cừu màu trắng và một phần lông cừu màu nâu đỏ vi phạm hai tội vị bảo làm trong lúc tiến hành phạm tội dukhata khi đã được làm xong phạm tội nishagiya bachitia các tội ấy được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng được quy tụ vào bao nhiêu nhóm tội trong bảy nhóm tội được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp các tội ấy được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm được quy tụ vào hai nhóm tội trong bảy nhóm tội có thể là nhóm tội dukhata có thể là nhóm tội bachitia được sanh lên do sáu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội có thể sanh lên do thân không do khẩu không do ý có thể sanh lên do khẩu không do thân không do ý có thể sanh lên do thân và do khẩu không do ý có thể sanh lên do thân và do ý không do khẩu có thể sanh lên do khẩu và do ý không do thân có thể sanh lên do thân do khẩu và do ý là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp vị trong khi bảo làm tấm trải nằm mỗi năm vi phạm hai tội vị bảo làm trong lúc tiến hành phạm tội dukhata khi đã được làm xong phạm tội nishagiya bachitia các tội ấy được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng được quy tụ vào bao nhiêu nhóm tội trong bảy nhóm tội được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp các tội ấy được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm được quy tụ vào hai nhóm tội trong bảy nhóm tội có thể là nhóm tội dukhata có thể là nhóm tội bachitia được sanh lên do sáu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội có thể sanh lên do thân không do khẩu không do ý có thể sanh lên do khẩu không do thân không do ý có thể sanh lên do thân và do khẩu không do ý có thể sanh lên do thân và do ý không do khẩu có thể sanh lên do khẩu và do ý không do thân có thể sanh lên do thân do khẩu và do ý là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp vị trong khi bảo làm tấm lót ngồi tọa cụ mới mà không lấy ở phần xung quanh của tấm trải nằm cũ một gang tay của đức thiện thệ vi phạm hai tội vị bảo làm trong lúc tiến hành phạm tội dukhata khi đã được làm xong phạm tội nishagiya bachitia các tội ấy được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng được quy tụ vào bao nhiêu nhóm tội trong bảy nhóm tội được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp các tội ấy được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Được quy tụ vào hai nhóm tội trong bảy nhóm tội, có thể là nhóm tội Dukhata, có thể là nhóm tội Bajitiya. Được sanh lên do sáu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội, có thể sanh lên do thân, không do khẩu, không do ý. Có thể sanh lên do khẩu, không do thân, không do ý. Có thể sanh lên do thân và do khẩu, không do ý. Có thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. Có thể sanh lên do khẩu và do ý, không do thân. Có thể sanh lên do thân, do khẩu và do ý. Là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. Được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp vị sau khi thọ lãnh các lông cừu trong khi mang đi quá ba do tuần vi phạm hai tội vị mang đi quá ba do tuần bước thứ nhất phạm tội dukata mang đi quá bước thứ nhì phạm tội nisagiya bachitia các tội ấy được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng được quy tụ vào bao nhiêu nhóm tội trong bảy nhóm tội được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp các tội ấy được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm được quy tụ vào hai nhóm tội trong bảy nhóm tội có thể là nhóm tội dukhata có thể là nhóm tội bachitia được sanh lên do hai nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội có thể sanh lên do thân không do khẩu không do ý có thể sanh lên do thân và do ý không do khẩu là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. vị trong khi bảo tỳ khưu ni không phải là thân quyến, giặc các lông cừu vi phạm hai tội. Vị bảo giặc, trong lúc tiến hành phạm tội Dukata. khi đã được giặc xong, phạm tội Nishagiya Bachitiya. Các tội ấy được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng. Được quy tụ vào bao nhiêu nhóm tội trong bảy nhóm tội. Được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội. Là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng. Được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp. Các tội ấy được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Được quy tụ vào hai nhóm tội trong bảy nhóm tội, có thể là nhóm tội Dukkata có thể là nhóm tội ba chi được sanh lên do sáu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội có thể sanh lên do thân không do khẩu không do ý có thể sanh lên do khẩu không do thân không do ý có thể sanh lên do thân và do khẩu không do ý có thể sanh lên do thân và do ý không do khẩu có thể sanh lên do khẩu và do ý không do thân có thể sanh lên do thân do khẩu và do ý là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp vị trong khi nhận lãnh vàng bạc vi phạm hai tội vị cầm lấy trong lúc tiến hành phạm tội dukata khi đã cầm lấy phạm tội nishagiya bachitia các tội ấy được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng được quy tụ vào bao nhiêu nhóm tội trong bảy nhóm tội được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp các tội ấy được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm được quy tụ vào hai nhóm tội trong bảy nhóm tội có thể là nhóm tội dukhata có thể là nhóm tội bachitia được sanh lên do sáu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội có thể sanh lên do thân không do khẩu không do ý có thể sanh lên do khẩu không do thân không do ý có thể sanh lên do thân và do khẩu không do ý có thể sanh lên do thân và do ý không do khẩu có thể sanh lên do khẩu và do ý không do thân có thể sanh lên do thân do khẩu và do ý là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp